Một sự kiện nổi bật với những khách mời vô cùng đặc biệt. Ngày 22 tháng 4 và 23 tháng 4, với sự chứng minh của Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Đại đức Thích Khai Từ, Chùa Yên Tử long trọng tổ chức khóa tu sinh viên kỳ 6. Thật may mắn và hạnh phúc cho chúng con còn được sự hiện diện của giảng sư Giác Minh Luật với buổi chia sẻ chủ đề Có bình yên nào không xót xa, và sự góp mặt không thể thiếu của diễn giả Hiểu Linh với buổi chia sẻ chủ đề Thấu và Thật Thấu. Hứa hẹn sẽ đem đến những bài học bổ ích, những kiến thức quý giá và những kỹ năng sống tuyệt vời. Khóa tu sinh viên Chùa Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, điểm đến lý tưởng của các bạn trẻ. Còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký tham gia ngay các bạn ơi!